Năm 2024, ngành công thương tỉnh Kon Tum đề ra mục tiêu kim ngạch xuất khẩu đạt 320 triệu đô la Mỹ, kim ngạch nhập khẩu đạt 7,2 triệu đô la Mỹ. Đối với hàng hóa nhập khẩu trên địa bàn tỉnh, chủ yếu là năng lượng điện, đường các loại, cao su, gỗ nguyên liệu, hàng hóa xuất khẩu chủ yếu là phân bón các loại, sắt thép, thùng cắt tông, hàng tạp hóa. Để hoàn thành mục tiêu xuất khẩu năm 2024, ngành công thương tập trung thúc đẩy sản xuất, phát triển nguồn hàng cho xuất khẩu, xây dựng các cơ chế chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình tham gia xuất khẩu, đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, kêu gọi doanh nghiệp trong và ngoài nước vào đầu tư tại tỉnh, phát triển hạ tầng, các khu cụm công nghiệp tập trung, kết cấu hạ tầng logistics, hệ thống dịch vụ. Năm 2023, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh ước đạt 353 triệu đô la Mỹ, tăng hơn 1% so với cùng kỳ năm trước và tăng 12% so với kế hoạch năm. Kim ngạch nhập khẩu năm 2023 ước đạt 6,9 triệu đô la Mỹ, tăng hơn 1% so với thực hiện cùng kỳ năm trước và đạt 100% kế hoạch đề ra. Tỉnh Kon Tum có điều kiện giao thông thuận lợi với cửa khẩu quốc tế Bờ Y. Đồng thời, Lào và Campuchia là thị trường tiềm năng để xúc tiến xuất khẩu các sản phẩm đặc trưng. Qua đây kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội xuất khẩu hàng hóa cho tỉnh trong thời gian đến.